Tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022, hệ thống mô phỏng huấn luyện kỹ thuật bắn súng do Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel nghiên cứu, phát triển và sản xuất đã thu hút rất đông khách tham quan và trải nghiệm. Hệ thống mô phỏng này cho phép người tập sử dụng súng thật để ngắm bắn trên màn chiếu. Đồng thời, mô hình quỹ đạo đã tính toán đầy đủ các thông số môi trường như tốc độ và hướng gió, áp suất khí quyển, nhiệt độ, nên độ chính xác khá cao. Ngoài ra, hệ thống mô phỏng này còn cung cấp các chế độ huấn luyện trên nhiều địa hình như bắn súng cơ bản, bắn nâng cao, bắn nhanh và mô phỏng trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, đem lại trải nghiệm chân thực nhất cho người sử dụng. Hệ thống này đã được ứng dụng hiệu quả trong quá trình huấn luyện cho bộ đội. Về các cái thiết bị tạo giật được gắn trên súng ấy, thì chúng tôi có sử dụng cái khí CO2 lỏng với khí nén CO2 lỏng với áp suất cao để tạo ra một cái lực giật tương đương như súng thật. Còn về độ chính xác của súng ấy, thì chúng tôi có sử dụng cái đầu phát laser. Đó là nó sẽ nhận các cái tín hiệu rung động từ khi mà mình bóp cò để truyền tải lên một cái màn chiếu. Và chúng tôi sử dụng các cái thuật toán để tính toán tọa độ các cái điểm đấy để tạo ra cái vị trí chính xác của viên đạn trên màn hình. Còn đây là hệ thống xa bàn 4.0, cũng là một sản phẩm mô phỏng hiện đại của Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel. Sa bàn này hỗ trợ lập kế hoạch tác chiến theo phương án quyết tâm chiến đấu trên nền bản đồ số 2D, 3D. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng và trình chiếu báo cáo kết hợp âm thanh, hình ảnh, văn bản nhằm thể hiện tình hình địch ta, ý định và phương án tác chiến của người chỉ huy, phục vụ huấn luyện, diễn tập chiến thuật, diễn tập chỉ huy tham mưu. Đây là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam cho phép xây dựng và báo cáo các văn kiện tác chiến trực tiếp trên nền bản đồ số 2D, 3D có khả năng thay thế hoàn toàn sa bàn đắp đất truyền thống. Hệ thống ảo này thì nó sử dụng mô hình số độ cao với độ chi tiết lớn cộng với cảnh vệ tinh kết hợp với các lớp bản đồ như lớp về thực vật, lớp về thủy lợi rồi nhà cửa để xây dựng lên một hệ thống sa bàn ảo. Thì sau khi dựng xong thì người chỉ huy dựa trên hệ thống sa bàn này để trinh sát thực địa và từ đấy kết hợp với ảnh bình độ quân sự trên 2D để xây dựng kịch bản tác chiến. Ngoài một số hệ thống mô phỏng được trưng bày tại triển lãm, Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel đã nghiên cứu sản xuất thành công nhiều hệ thống mô phỏng hiện đại khác phục vụ đào tạo huấn luyện như mô phỏng huấn luyện kiếp chỉ huy xe tăng, mô phỏng buồng lái ảo trong đào tạo phi công. Với việc sở hữu các công nghệ lõi hiện đại, Viettel một lần nữa khẳng định vị thế là hạt nhân xây dựng tổ hợp công nghiệp công nghệ cao, góp phần hiện đại hóa quân đội.